Anh em nào thường xuyên hít đất mà bị gặp vấn đề về đau cổ tay thì nhớ theo dõi hết video này nhé. Sự thực là bản thân mình cũng gặp vấn đề về việc đau cổ tay và nó sẽ kéo dài rất lâu nếu bạn không biết cách giải quyết. Đầu tiên thì anh em phải hiểu khi thực hiện các động tác hít đất thì cổ tay của chúng ta sẽ bị gập một góc gần như 90 độ và đây không phải là tư thế tự nhiên của cổ tay. Tư thế tự nhiên là khi cổ tay được duỗi thẳng, hoàn toàn không bị áp lực. Thế nên để hạn chế tối đa việc chấn thương cổ tay thì anh em cần phải khởi động kỹ hoặc giãn trước khi bắt đầu buổi tập hoặc các bài tập chống đẩy. Điều này sẽ giúp các gân, các cơ bắp xung quanh phần cổ tay sẽ được làm quen, từ đó tránh hiện tượng bị giãn đột ngột gây ra đau cổ tay. Còn nếu anh em khởi động kỹ rồi mà vẫn bị đau cổ tay thì đây sẽ là hai tip cho anh em nhé. Đầu tiên đó là thay vì để hai tay song song với nhau thì anh em sẽ hơi xoay bàn tay sang hai bên một chút. Điều này sẽ làm cho phần cổ tay đỡ bị gập hơn trong lúc thực hiện động tác hít đất. Tip thứ hai đó là anh em hãy kiếm hai viên tạ đơn và thực hiện động tác hít đất giống như mình. Khi thực hiện động tác hít đất với tạ đơn như thế này thì cổ tay của anh em sẽ gần với vị trí tự nhiên nhất, tức là vị trí cổ tay duỗi thẳng. Lúc này thì áp lực lên khớp cổ tay sẽ giảm. Cuối cùng thì chúc anh em tập luyện hiệu quả nhé.